bên kia đường tụi mình để xe là những cái quán nước người ta hay ngồi uống nước đó nha. Còn phía bên trong này là ao vợ, xung quanh rất là nhiều cây nha. Ao Bờ Ôm nằm cạnh quốc lộ 53, cách thành phố Trà Vinh khoảng 5 km về phía Tây Nam, trên địa bàn khóm 4, phường 8. Khuôn viên ao rất rộng, được bao bọc bởi hàng trăm cây sao dầu cổ thụ trăm tuổi, với những bộ rễ trồi lên mặt đất, hình thù kỳ dị, thân cây cao vút, bốn mùa rập bóng thâm u, tạo không gian thanh bình, tĩnh lặng. Ao Bờ Ôm trải rộng mấy chục ngàn mét vuông, nước trong xanh, tĩnh lặng, mùa này đẹp hốc hồn với những cụm bông súng, bông sen lung linh tím ngắt, phủ đầy mặt ao. Ngoài cảnh đẹp đến mê hồn, ao nước này còn lung linh huyền ảo bởi những câu chuyện nửa hư nửa thật từ bao đời nay, ăn sâu vào tiềm thức người dân địa phương. Trong nhiều chuyện dân gian về ao Bờ Ôm có truyền thuyết kể rằng, ngày trước vùng đất Trà Vinh hàng năm cứ đến mùa hạn nước khan hiếm, ruộng rẫy khô cằn, cây cỏ chết héo, người dân trong vùng vì hạn hán rơi vào cảnh lầm than. Để cứu người dân khỏi cảnh khốn cùng, một ông hoàng đã quy tụ bà con đào ao tìm nguồn nước. Tình cờ trong vùng lúc đó cũng xảy ra một vụ tranh cãi khó phân xử là đàn ông và đàn bà, ai phải đi cưới ai, ai phải chịu mọi phí tổn trong lễ cưới. Ông hoàng nhân dịp này chia ra hai bên nam nữ tổ chức cuộc thi đào ao. Ao bên nào đào sâu hơn, lớn hơn, xong trước thì bên đó thắng, bên thua sẽ phải đi cưới. Cuộc thi diễn ra khi trời vừa tắt nắng, theo giao hẹn là khi sao mai mọc phải ngừng công việc. Bên nam đào ao tròn ở phía tây, bên nữ đào ao vuông ở phía đông. Bên nữ do bà Ôm chỉ huy, thấy không thể kình sức đàn ông nên bên nữ dùng kế vừa đào ao vừa ca múa để dụ các chàng trai bỏ việc mà sang rình xem. Đến quá nửa đêm, bà Ôm cho chặt một cây tre thật dài, treo ngọn đèn lồng rồi đem cắm ở hướng đông. Bên nam thấy ngọn đèn tưởng là sao mai nên rủ nhau về nghỉ, trong khi đó bên nữ đào đến sáng và xong việc. Lúc bên nam biết mình đã bị lừa thì đã muộn, chấp nhận thua cuộc. Nhớ ơn người phụ nữ mưu trí, người ta lấy tên bà đặt tên cho ao gọi là ao Bà Ôm. Mà cái ao này nhìn nó rất là vuông nha, nhìn nó vuông nhất luôn á. Quả này người ta đào hả? Hèn chi. Cái này nó có một cái câu chuyện là cái sự tách biệt cái ao này á, là hồi xưa là có hai, nói chung là người ta đào để có nước ngọt á, xong rồi cái tóc hai kia là làm hai đội nam với nữ, thử cái ai đào trước thì người đó sẽ nắm quyền. Tại sao kia bằng áo bờ không? Trà Vinh là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer, chiếm xấp xỉ 30% dân số chung. Tuyệt đại đa số đồng bào Khmer Trà Vinh theo đạo Phật, phái Nam Tông. Trong đời sống tinh thần của người Khmer, ngôi chùa không chỉ là nơi tu hành, thực hiện các lễ thức Phật giáo, mà còn là nơi bảo tồn, truyền thừa các giá trị văn hóa truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Toàn tỉnh Trà Vinh có 143 ngôi chùa Khmer, trong đó chùa Ân được xem là một trong những ngôi chùa lớn, tiêu biểu nhất cho các ngôi chùa Khmer trong tỉnh.
Chùa Ân tọa lạc tại phường 8, thành phố Trà Vinh, cách quốc lộ 53 hơn 500m về hướng đông, nằm cạnh ao Bà Ôm và bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer Trà Vinh. Khuôn viên chùa rộng tới 2,5 hectare, cùng với nhiều chủng loại thực vật trên nền đất dòng két như sao, dầu, tre, trúc. Trong đó có hàng trăm gốc sao, dầu cổ thụ quanh năm che mát ngôi chùa cổ kính. Như bao ngôi chùa Khmer khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, chùa Ân là một quần thể kiến trúc các công trình bao gồm tăng xá, giảng đường, dạy chữ Pali và chữ Khmer bao quanh ngôi chánh điện uy nghi. Từ cổng chính, lối đi ngang qua hào nước rộng chừng 4m, dài hơn 400m bao quanh ngôi chánh điện và các công trình kiến trúc khác mà không có một ngôi chùa ở Khmer nào có thể có được. Truyền thuyết, chùa Ân được hình thành từ nhiều thế kỷ trước nhưng xây dựng quy mô như hiện nay ở đời Hiệu Trị thứ 3, tức năm 1842 theo dương lịch. Từ đó đến nay, ngôi chùa được trùng tu sửa chữa nhiều lần, trong đó xây dựng mới các công trình phụ như là nhà tăng xá, trai đường. Nhưng ngôi chánh điện cơ bản vẫn được giữ nguyên hiện trạng như buổi đầu mới hình thành. Việc xây dựng ngôi chùa bề thế uy nghi vào giữa thế kỷ 19 đã chứng tỏ rằng khu vực trên dòng cát phía tây nam thành phố Trà Vinh ngày nay vào thời điểm ấy đã tồn tại những phun sóc Khmer có mật độ dân số khá đông đúc, đời sống kinh tế tương đối sung túc và trình độ nghệ thuật kiến trúc, hội họa, điêu khắc cao khiến các thế hệ cư dân hiện nay và các du khách gần xa phải nghiêng mình khâm phục. Qua thời gian, một số cột gỗ và chi tiết đã bị hư hại do hạn chế về kinh phí và nhân lực. Nhà chùa buộc phải tu sửa và dặm vá bằng xi măng và các chất liệu khác. Trải qua gần 2 thế kỷ vững vàng uy nghi tồn tại trước các tác động của thời tiết, mưa gió và thời gian, ngôi chánh điện chùa Ân là niềm tự hào của đồng bào Khmer nói riêng, của cộng đồng các dân tộc Trà Vinh nói chung, bởi giá trị độc đáo, mang tính đỉnh cao nghệ thuật về kiến trúc, hội họa, điêu khắc. Thank you.
ở đâu? Ở đây nè. Ủa con trong chùa luôn hả? Thì con ở chung mấy thầy luôn. Thấy cưng quá vậy. Mình đi ngoài khuôn viên nè, nó cũng đẹp nè. Thần rắn nè ra. Cái mình giống lòng ha. Không, à, không cái tượng này hình như khác em ơi. Cái này cái hình thần rắn là hôm bữa là cái đầu của con rắn luôn. Còn cái này hình như là giống như cái vảy rồng, cái vảy thì giống vảy rồng hơn. Bây giờ mình lên mạng mình tìm lại. Tượng này đẹp hơn. Tượng đẹp hơn, cái này như là có 6 7 7 cái đầu nữa. Bé ra nó từng khi ngon. Dẫn vô xuống tay chứ không biết đường. Ủa rồi nhạn bé đâu? Không, không, không. Đó vợ ơi luôn hả? 3 tháng là anh nó đem vô chùa, bỏ nó trong đây á. Nó ở đây mấy thầy nuôi luôn tới giờ lớn á. Còn đứa nữa nhưng mà nó đang nó đi học chứ nó đang ăn ở trên đó. Còn thế này nó ăn xong rồi cho nên nó ra. Thương quá. Chắc nhìn nó đẹp hơn á. Cái dịp rằm á. Tôi đến chùa ăn vào một ngày thường trong năm. Tuy nhiên không khí đông đúc bởi có nhiều người dân, Phật tử và khách du lịch đến thăm.
Dưới bóng cổ thụ sân chùa, nhiều Phật tử cho biết họ đến đây trước là để cầu bình an, sau là để nhờ chùa hóa giải, giúp đỡ khỏi khó khăn vận hạn mà họ hoặc người thân trong nhà đã gặp phải. Một nữ Phật tử có mặt tại sân chùa kể rằng, theo như cách làm của nhiều người bấy lâu nay, bà mang đến đây một chai dầu gió nhờ nhà sư tụng kinh niệm Phật, sau đó mang về nhà dùng, ước nguyện sẽ thành. Hầu hết những người đến chùa hôm ấy tin rằng nếu ai đó đang bị vong theo, tức là người khuất đang quấy phá, làm nhiễu dẫn đến tai họa xui xẻo, bị trúng mùa ngải, thì có thể nhờ các nhà sư tại chùa hóa giải bằng cách lăn hột gà từ đầu đến chân, sau đó được nhà sư vừa xối nước gội đầu vừa tụng kinh để gột rửa xối quẩy bệnh tật. Nhưng mà đa số cái cây này trồng ở chùa nhiều. Cây to ghê luôn á, trái bự ghê luôn. Với những giá trị vật chất tinh thần lớn lao đó, chùa Ân được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, loại hình kiến trúc nghệ thuật vào năm 1994. Ngày nay, chùa Ân là một trong những ngôi chùa Phật giáo Khmer tiêu biểu tại địa bàn thành phố Trà Vinh cũng như tỉnh Trà Vinh.